Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực của Hưng Quê. Hôm nay anh em mình làm món gì? Huế Hến nướng mỡ Huế hành. nướng mỡ hành. À bạn theo dõi anh em làm món cho bạn. Đưa tay vô camera hoài ha. Đấy. Cá đỏ sơn nữa. Cắn như gái 18. Sơ qua nè các bạn, nướng để cho nó bung lên mà làm món cho nó lẹ. Ở đây ngập luôn rồi. Đó. Trong trong tủ anh rất mở trong cái góc cơ con cào mở còn góc cơ nó là có tủ nó có bên đây rồi nó dầu không phải cho dầu ăn cho dầu ăn nó không còn nữa phải mở cho dầu ăn bình thường nhé cho gì đó coi cho mình để mỡ hành nữa bạn. Thì khỏi đây cũng là khác nè. Bóp mùi. Con này nó bị thèm mỡ hành là nó le lưỡi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được hết. Đây là thành phẩm rồi, bạn chờ tôi lát cho nên mình dọn món sau ha, mời bạn dùng nha. Đây nè, thành phẩm nè, chào các bạn. Rồi, món của anh em mình vừa hoàn thành xong các bạn, thì mời bạn dùng món. Rồi, để trong nhà anh thân ánh sáng hơi tối chút các bạn thông cảm. Cái nóc bị dọn các bạn. Rồi, mời bạn dùng món. Rồi, cái con này nó mập quá. Chưa dễ cơn là phải chạy, chạy. Rồi, này mình ăn với tại muối ớt chanh. Đúng là muối tiêu bạn, nhưng mà giờ là tạm thời hết hết tiêu, nhà có chi dùng nấy đi. Ừ. Rồi. Có đậu nó béo mà. Có hành nó thơm nè. Mỡ nữa. Trời ơi. Chết người không? Phá cửa bà ơi. Đúng mà ăn thì chạy phải à. Thơm ngon tới giọt cuối cùng bà ơi. Nước ngon cực kỳ luôn. Đây nãy mày kia bỏ nước ở đâu rồi? Nước kia bỏ đi. Thằng béo. Đậu nó vừa béo mà vừa thơm. Cộng thêm cái mỡ hành nó vừa ăn. Đây, mời bà con cái ăn. Quá ngon mà. Để anh bàn đợi anh được. Để họ cân ký tính tiền. À, mời bạn dùng con thứ hai. Ăn em thèm luôn hả? À, mình vô miếng lớn là tài phẩm chết tiêu. Cho bạn nhìn thoải mái. Bạn nào bún yêu, bụng yếu yếu mà chỗ này chắc chết rồi. Mới ngon. Thầy thiếu đậu phộng, chơi đậu phộng nhưng mà nó béo nữa. Đây, để đậu phộng vô. Đó, là ngon mà thôi. Đậu càng nhiều càng hấp dẫn nha các bạn. Mà bỏ hồng thêm miếng nữa hấp dẫn này nhiều hơn nữa hả? Này em... Tí xíu gì ta?
Tiếu về tiếp rượu hả? Tiếu làm về quê. Có luôn. Khó lắm. Khó thử. Bằng đất mũi. À. Khó thử bạn ơi. Đào phòng nè. Ê chào bạn. Đó rồi. Nè. Cảm giác này nó muốn đi ngoài luôn các bạn ơi. Các bạn. Bên ngoài dạy muôn ký nữa. Mới đầu anh cho ấy tao lắm. Đi ngọc của nó rồi đó. Ngọc trai á, con này là ngọc hến. Mới đầu ăn cho thấy ngon lắm. Con gà con bắt đầu nó nói rồi nó béo. Làm cho con hồng mình nó thấy. Cắn trúng ngọc. Ngọc hến. Quá ngon đã. À. Thì thôi coi như anh em mình vừa giới thiệu qua cái món là quỷ hến hến Huế nướng mỡ hành. À, các bạn yêu thích kênh của Hương Quê hay để lại cho Hương Quê một like, đồng thời ấn đăng ký nhấn chuông để nhận được video mới này mình vừa ra nha các bạn. Hương Quê chào bạn. Ăn xong cái mỏ bóng mộng.